Cường Micro xin mến chào các bác nhé. Và trong video này em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến toàn thể các bác cũng anh em một mẫu đẩy công suất phù hợp cho bác chơi gia đình cũng như là các bác chơi sự kiện với những cặp ray phun đôi 30 hoặc những ray đơn, thì các bác chơi những dòng đẩy 4 kênh này cực kỳ bền, và cái điều quan trọng là giá thành hợp lý. Thì như biết thì kênh của em là một kênh chuyên bán rất nhiều và đa dạng các sản phẩm đẩy công suất và các hãng với rất nhiều các thương hiệu khác nhau, từ của TD, DB, DE, rồi những sản phẩm đẩy AAP. Thì hôm nay là một mẫu đẩy nội địa Trung Quốc mà em muốn giới thiệu, và là đây là mẫu đẩy đời mới nhất 2020 mà tại cửa hàng mình đã bán được khoảng 4 tháng nay của các bác, cũng như là đối mẫu này nó là bản nâng cấp của bản K10 cũ các bác nhé. Nếu bác nhìn thì đối bản này thì nó thiết kế mặt phay nhôm trước rất là đẹp bác nhé, lồi ra nó hầm hố, với công tắc nguồn vẫn là thiết kế mặt đằng tay phải các bác nhé, bản nội địa. Và cái điều khác biệt so với bản trước đó K10 thì đối bản K10 Pro này nó sử dụng là dãy đèn nháy là màu bế ngang rất đẹp bác nhé. Với thiết kế cũng được nâng cấp hơn hẳn so với đàn em trước đó là bản K10, thì đối với K10 Pro này thì nó sử dụng là 72 đèn là cả bù áp không nhé, 72 sò. Đây bác cùng xem với mình 2, 4, 6, 8, 9, 9, 2, 18, 18, 18, 36, 36, 36 là 72 sò. Nhưng cái lượng sò thực thì bác có thể mới trở xứ này này, 2, 4, 6, 8 là 64 sò thực không nhé. Nó tương đương, nghe là nó tương đương cái lượng sò thực là tương đương so với bản cũ là 64 sò cả bù áp. Thì đối bản này nó nâng cấp lượng sò lên để công suất nó nhỉnh hơn. Thì đối với bản đẩy này, như hôm nay giới thiệu các bác là mẫu đẩy cho công suất do ra là 900W một kênh các bác nhé, đánh được tốt một quả array phun đôi 30 hoặc các bác đánh cho em một quả súp đơn 50 hoặc các bác đánh một quả phun đơn 40 từ 220 họng 100 các bác nhé. Sử dụng cho mình một đặc điểm rất là ưu việt, đó là một bán kính nguồn đồng, nó đường kính nó dường 23 cm. Tổng trọng lượng của con đẩy này nguyên hộp là 32 kg bác nhé. Thì trên thị trường như em thấy là cũng có một bản nữa là bản BVK12, thì cũng báo cáo bác thì cái đấy chỉ là cái tên thôi, còn bản chuẩn của nó là bản K10 Pro, nó là bản nâng cấp của bản K10. Vì khi các bác mở cái bản MK12 kia ra thì nó cũng có chữ K10 đâu nhá, chuẩn của nó phải chữ K10 thôi. Với thiết kế là tổng 16 tụ lọc nguồn với đường kính tụ rất là cao, nó bằng nắp luôn các bạn, bằng nắp này, và là với chỉ số vôn là 80V và 22.000 microfarad rất là lớn các bạn nhé. Và trong cái phân khúc mà được đẩy cho ra 4 kênh mà công suất khỏe, và đây là mẫu đẩy mới tinh được bảo hành đến 1 năm, thì đây là mẫu đẩy có thể nói rất ưu việt về cái mục đích sử dụng, và cái thứ hai nữa là độ bền rất là cao các bác nhé. Và giá thành nữa thì cực kỳ hợp lý cho bác chơi. Và đối mẫu đẩy những bản 4 kênh bên tại cửa hàng Hiếu Minh thì như biết thì đều có chế độ đánh chập dây loa. Đánh chập dây loa, khi các bác bị chập dây loa thì sẽ báo chập bác nhá, đánh chống chập dây loa. Sử dụng cho mình một dây nguồn liền rất là lớn, to để chịu tải được bác nhá. Giá hiện tại bây giờ trên trường anh em bán thì cũng như tại cửa hàng mình đang bán thì mức giá rất là tốt đối với con mẫu đẩy BVK10 Pro này, hay còn là K12 thì bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa hàng em hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội. Thì tại cửa hàng Minh là một đơn vị có thể nói là bán rất nhiều và rất đa dạng các sản phẩm đẩy công suất và những sản phẩm loa karaoke, loa nghe nhạc để phục vụ bác. Thì ngoài các bác có nhu cầu có thể mua thẳng thì các bác cũng có nhu cầu trả góp thì cũng để liên hệ trực tiếp bên cửa hàng em. Trả góp tại cửa hàng thì các bác mang theo chứng minh thư bằng lái xe hoặc chứng minh thư sổ khẩu, và đối với trả góp tại cửa hàng thì các bác phải trả trước 3% các bác nhé. Còn những bác nào có thẻ tín dụng tiêu dùng thì các bác có thể trả góp từ xa được và không phải trả trước đồng nào cả. Đấy, một cái rất là tiện lợi. Thì có hai hình thức trả góp như vậy, thì các bác có nhu cầu hoặc có nhu cầu mà trả góp này hoặc là có thẻ tín dụng tiêu dùng thì có thể liên hệ trực tiếp bên cả em để em có thể hướng dẫn các bác, cũng như là
có thể đến tại cơ sở bên Hiếu Minh là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, một cơ sở uy tín tại Hà Đông Hà Nội, bán rất nhiều và rất đa dạng các sản phẩm âm thanh, chất lượng, giá thành hợp lý các bác nhé. Thì hôm nay là một buổi review đối với sản phẩm đẩy BBK10 Pro, một mẫu đẩy có thể nói là công suất khỏe, bền và cũng rất là đẹp các bác nhé. Thì mang nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình để mẫu đẩy nội địa Trung Quốc